สวัสดีครับจริงยอดไม่กล้าเนาะไปใหญ่ใหญ่ตัวจริง
chuyển quả này đau luôn. Đi về, đi về chạy bay đang lục lục. Lên đây. Chúc mừng anh ạ. Chúc mừng năm mới nha, chúc mừng năm mới. Vâng, chúc mừng năm mới nha. Xin mời phóng viên đặt câu hỏi cho huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Công an Hà Nội ạ. Anh thấy thế nào hôm nay anh ngồi đây sẽ nằm đây nhưng mà với tư cách của huấn luyện viên thì rút được ngày thứ mấy có cái sự hoàn thành không? Dạ, đi chơi ra qua để chờ phong lòng thì khá nên cũng có giờ là fan à, chẳng biết chơi fan cậu thì bên Gia Lai để đi có mình có bạn Hà Nội đó cứ tất nhiên là có พยายามจะค่อยๆเก็บแต้มไปเรื่อยนะครับแล้วก็อยากให้เล่นอินเตอร์เทนให้กับคนดูให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะพยายามเอาสไตล์ของโค้ชมาใช้ในการทำทีมก็มาหาหน่อยให้สนุกขึ้นนะครับThì tôi rất vui được gặp lại tất cả mọi người ở đây. Và hôm nay thì tôi được trên sân này tôi được gặp lại mọi người fan là fan mới là Công an Hà Nội. Và sẽ cố gắng tích lũy điểm từng trận cho đội. Và tôi muốn các bạn cầu thủ được đá vui vẻ hơn và đá sụp với một cái style mà tôi đã truyền đạt cho các bạn. Cảm xúc của ông như thế nào sau khi có chiến thắng đầu tiên với Công an Hà Nội và điều gì là ông hài lòng nhất sau trận này? Có rất là hài lòng được cho nó thắng lý đâu. Xin thi qua tay thích dụng của lại các bạn.วันนี้เรารู้ว่าหลายๆคนไม่ได้เล่นเกม90นาทีนานแล้วก็เพิ่งกลับมาจากเต้นทุกคนก็ยังไม่ได้ครึ่งแรกถือว่าโอเคแต่ครึ่งหลังยังไม่สมบูรณ์ 100% ยังไม่แข็งแรง 100% นะแล้วก็ถ้าเราวันนี้โค้ชต้องการให้คนที่ไปเล่นทีมชาติจะเห็นได้ว่าเราส่ง7คนที่เล่นทีมชาติลงไปเพื่อที่จะให้ได้สัมผัสเกม90นาทีเพราะบางคนไปเล่นเอเชียนคัพก็ไม่ได้ลงเกมเลยแล้วก็กลับมาเราก็เลยวันนี้ให้ทุกคนได้เล่น90นาทีให้ได้ rất là nhiều bạn rồi tôi chưa đủ được 90 phút bởi vì là do mình mới tập trung lại sau Tết. Hiệp 1 là đội chơi rất là ok và hiệp 2 thì hiện vẫn là chưa đảm bảo và tôi muốn tất cả các cầu thủ được dự tập quốc gia bao gồm 7 bạn được chơi đầy đủ 90 phút bởi vì khi tham dự ASEAN Cup thì các bạn đã không được ra sân nhiều.Còn điều trận đấu này còn điều gì mà khiến ông có thể chưa hài lòng không? Giờ lại thi mày con trai nó không sống được. Đang nhìn ngay bên này. Vẫn còn xúc ít rồi. Có thể nói cụ thể được không? Nói liền không sao đâu. Ok, là vẫn đi sáng tem, thử qua bên thế nào con trai. Ba điểm rồi đó. Rồi, có chào vẫn đi, hai lại con có bên bản phít bên tùa. Bên bản phít có thứ...บางคนไม่ให้ออกแข่งความหายเนี่ยก็คือไม่ให้ออกเลย90นาทีนะแล้วก็คนอื่นๆก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็แมตช์หน้าเป็นเกมที่เล่นนอกบ้านด้วยกับสงครามนะครับก็เราต้องการไล่นำดินไล่ดินเยื่อไล่กับหลายๆทีมที่อยู่ในของเราVớiba điểm thì tôi rất là hài lòng và trận đấu này là giống như giúp các bạn được hồi phục thể lực, đặc biệt là những các đội tuyển quốc gia như Quang Hải ạ. Và trận tiếp theo là làm khách ở Sông Lam Nghệ An thì tôi rất muốn kiếm thêm điểm để có thể bám đuổi các đội phía trên như Nam Định, Bình Dương ạ. Hôm nay thì Quang Hải đeo băng đội trưởng thì ban này có phải đội trưởng chính thức của đội bóng mình hay không, hay là ông sẽ tiếp tục có một nhóm đội trưởng giống như trước đây ông đã làm ở Bài Gia Lai?Còn tài chính tập tân ของทีมนะครับก็จะมีพ่อหาคนเดียวหรือว่ามีหลายคนจริงมี3คนตอนนี้เรามีประธานต่ายจริงๆแล้วก็ตอนนี้ตอนแรกว่าจะให้ประธานต่ายก็คิดว่าความหายน่าจะมีโอกาสได้เป็นประธานในวันนี้แล้วตั้งใจว่าจะให้เวียดนามเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเล่นทีมชาติแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วก็จะได้ฝึกการเป็นผู้นำ
ด้วยตอนนี้มีอยู่สามคนที่อยู่ในใจหนี tôi có ba bạn để trao cho cái băng đội trưởng đó là Hồ Tấn Tài, Quang Hải và Việt Anh. Thì hôm nay tôi đã trao cơ hội cho Quang Hải, còn lại là tôi muốn tập thêm cho bạn Việt Anh, bởi vì Việt Anh là đá rất là đang là phong độ và đá cho đội tuyển quốc gia, và sẽ tập cho bạn có tư liên duy lãnh đạo và đội tuyển nhiều hơn. Thank you. Các bạn có biết câu hỏi gì không ạ? Anh từng nhiều lần thể hiện mong muốn là có cầu thủ Thái Lan đến chơi tại V-League. Trước đây anh đã từng muốn có chủ môn tăng lên về Hoàng Anh Gia Lai. Thì bây giờ trong cương vị huấn luyện viên trưởng Công an Hà Nội, thì nếu là được lựa chọn thì anh mong muốn có những cầu thủ Thái Lan nào về chơi dưới màu áo của Thái Lan? Sáng lập tan năm tệ, thay nó gấp ma chặt rồi. Mà lên thi xung môn xóa được. ถ้าประตูตอนนี้เรามีฟิลิปเรามียืนหยงกวินคงจะยากแต่ถามว่าอยากให้นักเตะไทยมาไหมอยากให้นักเตะไทยก็คงมีข่าวลงไปบ้างแล้วอยากได้ชนาธิปอยากได้ชักธีรทรอยากได้หลายๆคนแต่วันนี้เรามีทีมชาติเวียดนาม8คนอยู่แล้วนะครับก็อนาคตเนี่ยอยากให้นักเตะไทยได้มาสัมผัสบรรยากาศบีลีกแล้วก็อยากให้นักเตะบีลีกได้ไปสมัครไทยลีกด้วยthì đối với lại là cabin thì rất là khó, vì hiện nay đội tuyển đã có Philip và Bùi Tiến Dũng và có rất nhiều thông tin trên mạng, ví dụ như Jonathan và Thilathong đến chơi tại Việt Nam. Thì ngoài ra tôi muốn cả cầu thủ Việt Nam được chơi Thái League nữa, chứ không chỉ riêng là người Thái đến chơi ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn phóng viên ạ. Cảm ơn huấn luyện viên trưởng Lục Hoa Đội.